Những tháng đầu năm, công tác hội và phong trào phụ nữ toàn tỉnh được các cấp hội triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phù hợp, thiết thực, có trọng tâm, hướng về cơ sở. Đặc biệt, phong trào thi đua dân vận khéo đã được vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương. Tuy nhiên hiện nay, việc thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội ở một số địa phương còn gặp khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại một số nơi còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đối với phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục ra soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương và tỉnh giao để thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo. Đổi mới công tác vận động tuyên truyền thông qua người có uy tín ở cơ sở, chú trọng triển khai thực hiện nội dung, các tiêu chí, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.